Oh, what the heck? Java Edition. Bên sao có cái Java Edition nhỉ? Phiên bản 1.12 tiếng có Java Edition. Ok. Kệ, quan không quan tâm. Vào Minecraft nào. Yeah, mà mình quên mất. Ok, chào mọi người đã quay trở lại với Minecraft Parkour. Mình rất là lâu rồi mình mới có thể up video được. Kêu lỗi các bạn rất là nhiều video này. Mình không muốn xa các bạn đâu. Mình thật sự rất là xin lỗi các bạn. Bởi vì mình bận khá là nhiều việc, như kiểu việc học bla 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 này nọ đồ. Tắt cái auto jump đi, mình biết thế nào cũng auto jump. Năm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái map đó tên là Biome, bài cái méo gì đó me, bốn mùa cái gì đó. Ok, Rulot. Ok. Play on peaceful, no mod. Play on peaceful, ok, no mod. Oh, không chơi mod, không phá hủy bất cứ block nào. Chơi phiên 1.12, đưa giải sách Blue. Yes. Woo. Wow, comment block trước đây anh bạn. Creator. Yeah, Khmer. Tưởng người Khmer. Khmer, ok. Information biome map có 6 cái level khác nhau, 6 cái phòng khác nhau. Có rất là nhiều cái chức năng, rất là nhiều phòng. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái phòng đầu tiên. Let's go. Can play. Yeah. Ok, mình chơi, mình té rồi. Chúng ta không có checkpoint nhỉ? Chúng ta thực sự là chúng ta là không có checkpoint. Ok. Ok, đây đó là cái chỗ cuối cùng mình phải đi đúng không? Ok. Dạ, yeah, té tiếp rồi. Tại sao nhỉ? Lâu quá không chơi Minecraft Parkour. Hôm nay mình bị ngu, mình bị ngáo rồi. Ok. Yeah, rồi dễ dàng đúng không nào? Rồi, lên đây thôi. Nãy giờ đùa chứ chơi bá này dễ mà. Hui, hình như nó sai. Nó sẽ thử lướt xuống đây xem nào. Yes, đúng rồi. Yeah, đúng luôn. Wait. Ở đây đang có cái water thì mình có thể rớt xuống đây mình lên đây được. Không, không lên được đâu. Nói giỡn này. Xin lỗi các bạn nha, mình không thể nào ra được nhiều video dạo gần đây. Mình xin lỗi lần này thứ hai rồi, nhưng mà mình thật sự rất là xin lỗi các bạn. Dạo gần đây mình nói thật là mình học hơi bị nhiều. Thật sự vô lớp mình toàn ngủ thôi, nhưng mà yeah, không, đúng là học hơi bị nhiều đấy. Đừng đùa, vô lớp học hơi bị nhiều luôn. Nên là các bạn, mình mong các bạn có thể ủng hộ kênh của mình. Mình mong các bạn có thể ấn like cái video này, đừng quên bật thông báo video và subscribe kênh của mình nếu các bạn là người mới. Yeah, đó là những cái động lực để giúp mình có thể làm những cái video lần sau. Nó có gì đây đây? Wait, what the fuck? Rớt xuống đây à? Ok. Bắt cua gì mà rớt xuống đây. Như kiểu cái này đang giống như cục phân á các bạn. Cái này giống như cục phân á, cái nó móc lên rồi mấy cái con gì nó bay ngang quá, nhìn ghê quá chữ. Ok, spam boy ở đây đi. Mình thích spam boy được không? Ok. Don't break or any block không? Không mod mà play on be full mà nó không có kêu là mình có thể, mình không được cheat. Ok. Mình chơi rất công bằng đúng không? Yeah, đây rồi. Đấy, thật bắt cua là đây. Oh yeah. Oh, spam boy đấy à. Chết tôi rồi. Ôi, xin lỗi mọi người, game mod 1. Mình này lần này mình không cố ý nha. Lần này mình chỉ muốn lần này mình ấn nhầm thôi. Ok, game mod 0. Ý da, tuyệt vời. Ý da. Bắt cua thế này mới gọi là bắt cua chứ. Rồi, lên đây thôi. Ui, cái map này thật sự nó cũng làm, nó nhìn cũng đẹp ha. Ok. Yeah. Chapter 2 open. Rất là dễ dàng. Đến với chapter 2 nào. Let's go. Frozen. Yes. Frozen. Out. Cute. Ok, đây. Ý da. Dạ, rồi lên thôi. Gọi là sao ta? Giờ gần đây ấy mình, đúng rồi, có rất là nhiều bạn hỏi mình những cái câu hỏi như thế này. Tại sao anh trong Ups, như kiểu là tại sao anh trong Ups Club mà anh không còn chơi chung với Ups Club, hay là bất cứ cái câu hỏi kiểu như là anh tại sao anh bla 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 các kiểu. Thì mình rất là xin lỗi mọi người, mình không thể nào chơi chung được với team mình, bởi vì da mình còn phải đi học, mình không có làm chung công ty, mình không có gọi là có thời gian làm được chung với team mình, khá là buồn vì điều đó. Nếu các bạn thật sự rất là ủng hộ mình thì hãy nhớ ấn like video này giúp mình, ủng hộ video, hỗ trợ video hết sức có thể, ấn like video, chia sẻ video, subscribe. Đó là những cái thứ mà hiện tại bây giờ mà bây giờ sao ta, mình không vào, khi mà mình không có được chơi chung với team mình ấy, mình cảm thấy rất là buồn. Thật sự một điều đó là mình khá là buồn, bởi vì mình thật sự không. Ok, vứt cái kia đi. Hey, what? Mình nhớ spam boy đằng kia mà.
Ờ chắc là chưa. Ok xin lỗi. Hi hi. Và vào đây cái. Cho xin lại cái kia áo. Cho em xin lại cái cung mũi tên gì đấy. Ok mũi tên. À đây. Mũi tên này, cung này. Rồi sao ta? Mình bị kiểu như không, khi mà các bạn thấy không, kiểu team mình làm việc rất là nhiều ấy, mà mình kiểu chỉ biết đứng ngoài rồi bla 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 nhìn team làm việc, mình không được phụ team, mình không được giúp team, không được làm những cái này nọ, thì mình tự cảm thấy rất là kiểu Ram Ruler Keep Inventory True, hiểu không? Giỡn thôi. Không được, nói chung là mình thấy hơi buồn. Yeah, và các bạn là những cái động lực để khiến mình vui trở lại. Thật sự đó các bạn là những động lực, các bạn là những cái động lực mà khiến cho những YouTuber như bọn mình vui. Vlog thì mình nghĩ là mình có thể quay vlog, nhưng mà mình không biết mình quay cái gì, bởi vì ngày một ngày đi học của mình kiểu thà mình không có đi học ấy, thì một ngày chỗ này mình đi đây đi đó đi đây cái kiểu mình có thể quay vlog được, nhưng mà không, mình đang đi học và mình chắc mình không thể nào quay vlog được. Nên là xin lỗi các bạn rất là nhiều. Mình cũng muốn quay vlog lắm, nhưng mà không, ông trời không cho phép. Và nó được đỉnh rồi, qua thôi. Ok, tạm thời chúng ta sẽ spam boy ở đây, bởi vì lát có thể mình sẽ kêu ở đấy. Mình vừa nói ngay. Ý dạ. Oh check. Pew. Chapter 3 open. Chapter 3 đã mở rồi. Chapter 3 đâu này? Đây. Oh, cái này là dessert này. Ok. Ôi. Wow. Wow, what the? What? Cái gì lẹ vậy? Mình chưa kịp nhảy nữa. Cái map này bắt đầu phá trôn người ở đây. Tại sao? Map này bắt đầu hơi kỳ đó. Không vui nha. Chúng ta còn phải nhảy khoảng 2 lần và chúng ta có thể qua được bên kia thôi. Yên tâm đi. 1, 2, 3. Yeah. Perfect. Và Wow. Mình thật sự rất là xuất sắc. Xuất sắc quá đi à. Ok, spam point. Game không cấm mình spam boy nha. Đây là yes. Ok, hôm nay mình làm tốt hơn hồi nãy đấy. Và what the heck? Oh. Wow. Yeah. Bậy hả? Mày. Ây da. Tại sao vậy? Tại sao? Ui, hết hồn. Ôi. Nãy có thể ở đây, lên trên đây. Bụp. Yes. Ok. Chúng ta phải chơi bình tĩnh, chúng ta không được chơi, không được phá luật nha. Ui. Rồi, nữa rồi. À không. Yes. Easy. Ai à, đau ta. Yeah. Đùa hoài. Thôi giỡn thôi chứ không phá luật nó đâu. Hi, dạ. Bảy rồi. Phá lần cuối. Dạ. Ui. Ui, mém chết đó. Đừng đùa. Ok. Yeah, mình thật sự rất là perfect luôn. Rồi, qua đây. Tần tần tần. Ây da, không được rồi. Bây giờ mình còn phải lên dưới đây lại. Nói chung là, đau đó. Ok, đây. Wow, chết. Ây da, cái gì vậy? Bó tay chấm cơm. Ok, nên là bây giờ mình sẽ chỉ cần... Ok, đây. Ouch. Cái này là game đấy. Cái này mình không có phá luật nha. Cái này game cho. Hey. Yeah. Phần 4 cực kỳ dễ luôn. Và chúng ta cùng qua phần 5. Mushroom. Yes, let's go. Mushroom. Wow. Wow. Ôi, mình tưởng là mình qua được rồi chứ. Không, mình tưởng là mình qua được rồi. À, cái giọng của mình đau quá, chúng ta không đau quá mình không làm video. Hôm nay có thời gian khá là rảnh nên là té nữa rồi. Bây giờ đi vô trường mình đúng buồn luôn, mình không biết tại sao nha, mà kiểu như là sao tự nhiên hồi nãy ba mình mới nói mình con ráng học này nọ nha, thì đùng một cái mình không hiểu sao đúng một phút sau
kiểu như hôm nay bị xui các bạn. Đúng một phút sau luôn, cái là nhà trường nhắn tin về cho phụ huynh nói là em Lê Hoàng Gia Bảo hôm nay không, trong tuần này là thứ hai là quên không làm bài tập về nhà, không làm bài tập về nhà nè. Rồi sao ta, quên thứ ngày thứ hai rồi thứ ba gì đó là quên mang sách vở sinh nè. Trong khi đó mình thề các bạn luôn là mình có mang đồ, mình xin là mình mang đầy đủ, mình không có để ở nhà, chắc chắn luôn mình mang đầy đủ, rất đầy đủ. Bữa đó mình không chép bài thôi. Nhưng mà giáo viên ghi một phát hai lỗi luôn, không mang tập nè, quên chứ không mang tập, không mang sách nè. Để nói chung quá, nói quá trời luôn, mình rất là buồn, kiểu như nhà trường hình như đang chôn em thì phải, hình như đang cố gắng chôn em dạng dạng vậy. Ok ow. Mình đang tính nhảy kêu kia xuống. Qua đây. Yeah, chúng ta có thể nhảy từ đây. Qua đây, boom. Cái gì vậy? Không có biến mất, đừng có biến mất nè. Đừng có biến mất. Chúng ta phải nhảy nhanh lên, không được nhảy chậm. Ok, đứng này. Mình nghĩ là mình có thể. Oh yes. Đây là cái cách mà mình có thể làm được. Ê, game boss 2 đúng rồi. Và spam boy đây. Yes. Đúng luôn, vừa mới spam boy. Mình không biết tại sao mỗi lần mình spam boy xong là mình lại kiểu bị rớt đây nhỉ. Hay do mình quá ngu người. Ok, chắc là do quá ngu người. Yes. Qua đây. Baco. Tuyệt vời. Đây rồi. Out. Không. Spam boy hook. Ok. Nó quay trở lại. Yes, qua đây. Ow, dướng cái gì ấy? What the? Sao đây mình không bị dướng nhỉ? Ok, qua đây. Yep, what up? Ôi, lại bị dướng. Mình đụng cái gì vậy ta? Sao đây mình không bị đụng? What the? Ok, qua đây lại. Yep, qua đây. Spam point đây. Ê, mình bị đụng cái gì nè? Ok, đây rồi, spam point đây đi. Nó có thể té xuống dưới và không, mình không muốn té xuống dưới, chắc chắn rồi, không muốn té xuống dưới. Ok, spam boy đây. Bởi cái gì mà nghe tiếng lửa ghê quá. Chắc là map lava sát bên. Yeah, perfect. Và Oh my god. Yeah, perfect. Ok, check boy. Cháy, em cháy. Thôi mà đừng cháy nữa. Thôi máu đi nào. Ây da. Cái tiếng trong 1.12 thì nó hơi lạ hơn so với phiên bản 1.10. 1.12 thường. Yeah. Ok. Kill. Just kill thôi mà. Không. Ồ khoan, nó có cho hướng này mà. Yeah. Cái map bạn này làm khá là dễ và wow. Mình nghi lắm rồi, mình ao. Ui giời, cho xin. Ôi cho xin. Cho xin. Úi giời, cho xin nhá. Trời ơi, thương thế nhỉ. Ok. Ao. Mình định là trên thử thách cuối cùng mình hay nhảy qua được nhưng mà không. Ok, yeah. Ok. Cảm ơn. Và mình sẽ cho nó lại đây hết. Đây, đây là của mấy bạn. Ok. Click vào button và win game thôi. Yeah, open 5. Rồi chapter 5 open. Ây da, trời, đứng cái chỗ kia nó bị cháy. Rồi, xong tôi rồi. May mắn quá đi thôi. Nhưng mà ta sẽ không may mắn được vậy nữa đâu. Ây da, boom. Ok. Ow. Mình biết là mình sẽ bị cháy. Nhưng mà khi mình đứng đây nhưng mà ow. Ok, qua đây. Ow. Đừng. Ồ, cái map này. Ow. What the heck. Hướng nào nhỉ? Đây. Ow. Ui. Đầu đấy. Ok, đây. Ow. Mình có thể làm được cú nhảy này à? Uầy, mình thật sự là cao thủ rồi. Mém nó là quên được rồi. Ok, qua đây. Boom.
วัวได้โอ้โอ้โอ้มันอะไรไปยืมมันไหนมันก็พยายามเดินมาสักกี่ไงได้ร้องคำว่าเฮ้ยดังเราเฮ้ยเฮ้ยอย่าโอเคบัมพอยต์ได้mình thật là tệ khi mà nhảy kiểu này. Bạn nào làm cái map này nhớ đừng có, bạn nào muốn mình chơi map nào thì nhớ đừng đừng bao giờ làm cái kiểu có cái này nha, mình cực kỳ ghét nó đó. Oh my god. Oh. Mình đã làm được. Và mình lại touch rest test test xuống dưới. Ok. Tuyệt vời mặt trời đây. Qua đây, qua đây. Oh up. Ý dạ, tuyệt vời. Quay được rồi. Ây da, mình bị ngáo à. Hình như có vẻ mình bị ngáo rồi. Ây da, ok qua đây. Bum bum bum. Rồi lâu lắm rồi chúng ta không phải bắt cua như thế này. Yeah, for sure là mình phải lên đây. Lên đây, ok lên đây. Lên đây, lên đây. Mình đi đâu tiếp nhỉ? Ok qua bên đây chắc rồi. Ồ không, hình như là sai sai, có gì đó sai sai ở đây. Hình như là mình cần phải từ từ, mình sẽ game mode 1 lại. Tại sao? Cái bàn phím mình nó bị cái gì vậy? Mode 1, ok. Mình nghĩ là từ đây này. Mình phải nhảy lên trên đây. Qua đây, và qua đây. Ok, mình nghe như thế này. Và từ đây xuống đây. Ok. Spam point ở đây là hay nhất. Spam point, ok. Đây, boom, boom. Ôi, ông nào, ông nào chơi đừng có để cái block này nữa. Đâu? Ây da, ây da, ây da. Ủa sao hết đâu rồi? Mình không đụng luôn. Wow, mình thật là bad game. Ui, té nữa rồi. Ouch. Ủa là cầu, chúng ta cứ liên tục chết bởi vì cái block này. Mình ghét nó. What? Mình nãy là mình có qua được rồi mà. Rồi, mình sẽ quay trở lại đây. Bùm, bùm. Ôi, cháy lửa, lửa cháy. Nhầm, spam boy. Yeah, ok. Qua nè. Qua rất là dễ dàng luôn. Qua đây luôn. Mình cần phải qua bên kia luôn á. Oh my god. Đừng có đùa. Làm sao có thể qua bên bển được nhỉ? Khoan. What? Mình thề luôn, mình nghĩ làm sao có thể qua bên bển được ta. Oh Jesus. Hey. Bó tay. Thôi rồi, cảm ơn các bạn không, qua được. Mình nói mình qua được mà. Ok. Đây. Yeah. Open 6. À lộn rồi, chapter 6 open. Đây là chapter cuối cùng đây. Và mới vào té chắc rồi. Ok, quay lại. Ok, qua đây. Nó kết thúc trận này anh. Ồ không. Mình ghét cái này. Đừng đùa. Không thích cái này đâu. Mình thật sự ghét nó. Đây, qua đây. Làm sao qua vậy? Okay. Qua đây. Đây là cuối giờ rồi các bạn ạ. Đây là map cuối cùng rồi. Cho hãy quẩy lên. Bởi vì da đó các bạn, từ từ thích nó thì nhớ để lại một like. Mình cứ nhắc hoài cái câu like này hoài. Ok, chúng ta sẽ cố gắng không té. Thật sự là chúng ta vừa mới té xong mà chúng ta vừa nói không té. Té tiếp rồi. Chúng ta sẽ cố gắng không té. Không té. Và không té. Đúng rồi. Và mình chơi thời gian tí. Ok, qua đây. Ok, qua đây. Ok, qua đây. Và qua đây. Ok. Chúng ta có thể làm được không? Oh yeah, đúng rồi. Woo.
Đúng là giai đoạn của các bạn mà. Yeah. Mất đi không vậy cho làm hai tay á. What the heck? Tôi té thật á. Ok, chắc là đoạn này mình sẽ game mod. Ê. Khoan, mấy cái block này mình có thể lên được. Game mod 2. Ok. Lần này là không vui. Ok. Chúng ta phải nhấp. Yes. Đây và đây nữa. Đừng đùa, buồn lắm ấy. Lên đây rồi, ok. Không được té. Để mình game mất một luôn cho rồi. Bạn làm map này hy vọng bạn đừng buồn, bởi vì map bạn cực kỳ dễ nhưng mà mình chơi mình bắt cua rất là ngu, nên là map này chơi cực kỳ khó với mình. Ok, yeah, thanks for playing. Nhớ subscribe cho bạn này và cảm ơn các bạn đã đón xem Minecraft video. Bây giờ mình có thể quay trở lại, không phải quay trở lại hẳn với YouTube, nhưng mà mình đã cố gắng làm clip thì mong các bạn đón xem. Và vlog thì hy vọng là mình sẽ ra trong thời gian sắp tới thật là nhiều, bởi vì mình còn rất là nhiều thứ mà mình muốn làm trong vlog. Và yeah, mình sẽ hẹn các bạn vào những video sau. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Peace out. Nhớ ấn like, subscribe, đăng ký xong rồi ấn vào cái chuông để có thể bật được những thông báo những cái video mới nhất từ mình. Và yeah, thế rồi.